quần áo hay thậm chí là ga giường. Chị Thùy tại Bạch Mai, Hà Nội vẫn thường giặt bằng tay. Chỉ đến công đoạn vắt khô chị mới cho vào máy giặt. Theo chị, đây là một cách tiết kiệm điện rất hiệu quả mà chị đã áp dụng từ nhiều năm nay. Máy giặt là một thiết bị khá tốn điện trong gia đình. Vì vậy, thường một tuần 2-3 lần tôi dùng gom quần áo và giặt tay. Sau đó chỉ nhờ máy giặt vắt khô. Vì vậy, gia đình nhà tôi quần áo giữ được độ bền và tiết kiệm được một lượng điện đáng kể hàng tháng cho gia đình. Vì nhà nằm sâu trong ngõ nên quanh năm suốt tháng, buổi tối cũng như ban ngày, gia đình chị đều phải sử dụng điện để thắp sáng. Đèn tiết kiệm điện vẫn là thứ mà gia đình chị ưu tiên hàng đầu. Tủ lạnh, lò vi sóng cũng thường xuyên được chị lau chùi sạch sẽ. Lượng thức ăn để trong tủ lạnh chỉ ở mức vừa phải, đảm bảo độ thông thoáng. Theo chị, như thế sẽ giúp giữ nhiệt lâu và tiết kiệm điện năng, cho dù tủ lạnh có được để chế độ thấp nhất. Do gia đình có nhiều tầng nên mình ở tầng nào thì mình sử dụng bật đèn tầng đấy. Và còn như là nấu cơm thì mình tính thời gian trước giờ ăn độ 30 phút thôi. Những lúc rảnh rỗi, chị Thùy thường vào các trang mạng tìm hiểu về cách sử dụng điện trong gia đình. Sống tại thành phố, bất cứ đồ vật nào cũng cần phải sử dụng điện năng. Nhờ những mẹo rất nhỏ đúc kết được mà chi phí tiền điện trong gia đình chị đã được giảm đáng kể. Gia đình nhà mình ngày xưa, năm trước ấy, thì hay thường mỗi tháng tiền điện lên đến gần hàng triệu. Nhưng mà sau khi đã tiết kiệm, sử dụng cách tiết kiệm điện thì mỗi tháng bây giờ chỉ còn độ 300, tầm 200-300 nghìn. Và có tháng khoảng 200 nghìn là thấp nhất. Những cách mà chị Thùy đang làm không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn giúp các thiết bị bền hơn. Đây cũng là cách được các chuyên gia cho là hiệu quả. Động rất nhỏ nhưng lại có hiệu quả tiết kiệm điện rất tốt. Ví dụ như là chúng ta tắt đèn khi ra khỏi phòng, không chúng ta không quay trở lại phòng nữa. Tắt điều hòa trước khi ra khỏi phòng khoảng 1 giờ. Chúng ta sử dụng cái vòi hoa sen để tắm hơn là chúng ta dùng nguồn tắm. Như vậy chúng ta đã tiết kiệm được nguồn nước. Nguồn nước thì chúng ta cần có nước sạch, chúng ta cũng phải dùng điện năng. Theo thống kê, lượng điện dành cho sinh hoạt chiếm tới 37% tổng điện năng tiêu thụ. Lượng điện sinh hoạt tại Hà Nội đứng thứ hai trong cả nước, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mỗi gia đình đều có ý thức tiết kiệm điện như gia đình chị Thùy, thì mỗi ngày sẽ có hàng nghìn số điện được tiết kiệm. Đó cũng là cách để tiết kiệm nhiều nguồn tài nguyên khác.